Trở lại đóng học sinh trong bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Đàm Tùng Vận, Trương Thanh Thành, Tống Uy Long đã thay đổi như thế nào so với nhiều năm trước? Đàm Tùng Vận trông vẫn hệt như thời đóng Cảnh Cảnh, Trương Thanh Thành chẳng khác ngày đóng Lâm Dương là bao, chỉ Tống Uy Long là trưởng thành hơn tất thầy. Bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà đã thể hiện được sức hút của mình khi liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng rating phim truyền hình. Ngoài nội dung xoay quanh câu chuyện gia đình hài hước cảm động, nhân tố quan trọng tạo nên thành công của phim tới từ bộ ba cái tên Đàm Tùng Vận, Trương Thanh Thành, Tống Uy Long. Thứ nhất, Đàm Tùng Vận. Sở hữu khuôn mặt hách tuổi, ít ai biết rằng khi gật đầu với vai Lý Tiêm Tiêm, cô đã 29 tuổi. Từ nhỏ, Đàm Tùng Vận đã quen với ánh đèn sân khấu, cô học múa cổ điển và múa dân gian, từng đi lưu diễn ở nhiều nơi, trong đó có Thế vận hội năm 2004. Năm 2005, cô chính thức gia nhập làng giải trí. Suốt 15 năm làm nghề, Đàm Tùng Vận đóng không ít các vai lớn nhỏ. Cô tham gia Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, Đại Đương Gia, Thiếu Nữ Toàn Phong. Nhưng phải đến năm 2015, khi vượt qua 90 ứng viên để trở thành Cảnh Cảnh trong Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, sự nghiệp của Đàm Tùng Vận mới chính thức sang trang. Nước hóa thân thành Cảnh Cảnh, Đàm Tùng Vận đã 20 năm tuổi, nhưng cặp má bầu bĩnh cùng mái đầu nấm của cô nàng đã trở thành cứu tinh giúp cô trông trẻ hơn hẳn so với tuổi thật. Dù bắt cặp với Lưu Hạo Nhiên, năm đó 18 tuổi nhưng trông nữ diễn viên sinh năm 1990 vẫn đáng yêu và có phần ngây ngô. Càng bất ngờ hơn khi 4 năm sau, trong Đàm Tùng Vận vẫn chẳng có gì khác biệt khi hóa thân thành học sinh cấp 3, làm em út của anh lớn Lăng Tiêu Tống Uy Long và anh bé Hạ Tử Thu Trương Thanh Thành. Thứ hai, Trương Thanh Thành. Nhắc tới Trương Thanh Thành, người ta thường nhớ ngay tới danh hiệu học bá của anh chàng với thành tích đậu 7 trường đại học, trong đó giành ngôi thủ khoa tại 4 trường. Tương tự như Đàm Tùng Vận, ban đầu Trương Thanh Thành xuất thân từ chuyên ngành vũ đạo, sau đó mới chuyển sang học diễn xuất. Năm 2013, nam diễn viên sinh năm 1995 có vai diễn đầu tiên trong showbiz trường học, đánh dấu cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. Trong 4 năm tiếp theo, anh tham gia Sống Đến Cuối Cùng, Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm 2, Cuộc Hoán Đổi Ánh Trăng, Nam Thần Mạnh Nhất. Sau khi hóa thân thành Lâm Dương trong Xin Chào Ngày Xưa Ấy, công chúng mới nhớ cái tên Trương Thanh Thành. Không ít khán giả cho rằng Trương Thanh Thành chính là Lâm Dương hàng thật giá thật, bước ra từ tiểu thuyết với ngoại hình sáng sủa, nụ cười tỏa nắng, lanh lợi không khác gì một tiểu thái dương, yêu dư châu chầu bằng cả trái tim. Khi những hình ảnh đầu tiên về thầy học sinh của Hạ Tử Thu trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà hé lộ, nhiều người ngỡ ngàng bởi ngoại hình trừ bộ đồng phục, mái tóc có vẻ dày hơn thì anh bé trông chẳng khác gì Lâm Dương của năm 2017 là bao. Thứ ba, Tống Uy Long. Trong bộ ba nhân vật chính, Tống Uy Long là người có độ tuổi tiệm cận với học sinh trung học nhất. Thời điểm nhận vai anh cả Lăng Tiêu, Tống Uy Long mới 20 tuổi. Nhỏ hơn Trương Thanh Thành 4 tuổi và Đàm Tùng Vận 9 tuổi, anh cũng là người kém duyên với dòng phim thanh xuân học đường nhất trong cả ba người. Tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng Tống Uy Long chưa từng thực sự tham gia trọn vẹn một bộ phim học đường nào. Sau khi ký hợp đồng với công ty Hoan Ngu, ảnh thị của Vũ Chính, Tống Uy Long lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ bằng vai Ứng Long trong Bán Yêu Khuynh Thành 2, một người ngoài hành tinh có dòng máu thuần chủng. So sánh giữa ba gương mặt, có lẽ Tống Uy Long là người thay đổi nhiều nhất. Chỉ sau 4 năm, anh chàng đã chững chạc trưởng thành hơn nhiều so với thời điểm mới vào nghề. Có lẽ vì thế mà Tống Uy Long được chọn vào vai anh cả của ba anh em nhà Lăng Lý. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!